Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Vũ Audio. Hôm nay thì em xin được giới thiệu review ngắn gọn báo giá đến toàn thể các bác về những mẫu bàn mixer. Nhân dịp đầu tháng thì Minh Vũ xin được gửi lời chúc đến toàn thể quý khách hàng ở trên mọi vùng miền của Tổ quốc đang xem ở trên kênh của Minh Vũ một tháng mới gặt hái được thật là nhiều thành công, may mắn. Và không để làm mất nhiều thời gian của các bác thì em sẽ đi vào vấn đề chính luôn. Đầu tiên thì sẽ quay qua một chút về hình thức những con bàn mixer Minh Vũ lên sóng ngày hôm nay. Con 1642 thì em có mấy con và 1604 VNZ3 thì em có hai con tình trạng một con còn nguyên đai nguyên kiện đẹp như mới, thiếu mỗi thùng xốp thôi. Đấy, đầy đủ tai ốc các thứ, con này nói chung là tuyển xuất sắc và chưa bao giờ nhập những con bàn mixer nào nó mới như thế này, mới khủng khiếp luôn. Đó. Con này thì giá là 8 triệu 8, anh em nào không lấy cái tai này tháo tai ra là trừ 500 nghìn nhá, bộ tai này 500 nghìn nhá. Đây, còn con này thì cũng như mới luôn các bạn, con này đẹp như mới, nói chung xuất sắc. Con này thì không có tai, giá 8 triệu. Đẹp lắm các bạn, nói chung là đẹp khủng khiếp luôn. Đó, còn những con 1642. Đấy, những con 1642 thì có mấy con giá từ 7 triệu đến 8 triệu. Các bác nhá, giá từ 7 triệu đến 8 triệu. Đây có một con MG16 sạc 4 hàng của Indochine đây. Con này giá 4 triệu các bác nhé. Nói chung là con nào cũng đẹp các bạn. Đây con này cũng còn nguyên cả tai, tiếc các thứ đây. Giá 8 triệu, 1604 VNZ Pro. Giá 8 triệu các bác nhé. Con kia đẹp như mới luôn, đẹp khủng khiếp luôn. Rất là đẹp. Thì ngoài những con bàn mixer này ra thì bên em có cả effect rời nhé các bác nhé. Đây này, effect rời của Lexicon MX200 cũng là một trong những thông thương hiệu của Mỹ. Rất là đẹp, đẳng cấp, chất. Đó. Đây, cả PV của Mỹ đây. Rồi là TCM1 đây. Những con này thì có giá từ 2 triệu 7 đến 3 triệu 4 nhé. Đấy. Con của Mỹ đẹp như mới thì giá 3 triệu 4. Còn những con nào mà nó xước sát ví dụ như thế này giá 2 triệu 7 nhé các bác nhé. Con này thì giá là 3 triệu. Con trên này giá hơn 2 triệu. Và số thì em có rất là nhiều loại. Và số toàn những dòng cao cấp thôi. Có cả cốt số nhé các bác nhé. Cốt số thì toàn cốt xịn thôi. Còn lại mấy loại cốt mà rẻ rẻ thì không còn. Cốt bíp đây, đây. CB Acoustic này, 3 in 6 ao. Rồi là cái dòng Crown Music này. Đấy, con này cũng vip lắm nhá, 2 in 6 ao. Đấy, giá là hơn 4 triệu, 4 triệu 6. Con này 4 triệu 8 này. Mic thì có nhiều loại lắm các bác nhé. Mic Beyer thì tím xịn. Rồi là mic Wooten. Wooten dòng mic đèn. Mic cao cấp nhất của hãng. Đây. Đấy. Giá rất là tốt, chỉ có hơn 4 triệu thôi. À đây, có một con bàn mixer của Đức Becklinger, đẹp xuất coi như bản sắc. Đó. À. Giá trên 5 triệu các bác nhé. Ngày hôm nay thì có mức giá rất là tốt. Đây, cốt số đây. Cốt số dòng hàng xịn nhé các bác nhé. Con này giá 5 triệu. Thật đẹp. Anh em thích GB chơi cặp 4 số nhé. 4738 này. Đấy, rất đẹp. Hàng Mỹ xịn nhé. Giá 35 triệu. Ngoài ra thì em còn rất là nhiều dòng loa chất khác. Đẩy hàng gia đình
Noa đây, Noa toàn loa xịn nhé các bác nhé. Noa bắt 30 toàn loa xịn chất đây. Còn Eric nhỉ, Eric toàn bộ bát xe của Đức hết. Họng Titan này, họng gang đấy. Tép BMS là quá đỉnh rồi. Toàn bộ driver của nó là của Đức nhé các bác nhé. Giá 11.800.000. Nắc, nắc này mát chép của Ý nhá, BMC xịn nhá, đèn như mới thôi. Nói chung con này thì quá đẹp như mới này, thùng thì hơi xước xát một chút thôi, còn nội thất thì như mới. Bát 30 check neo, hàng xịn nhá, 11.800.000 một đôi, giá chưa bao giờ rẻ như vậy. Đây con này cũng bát của Ý đây, SR đây. Đấy, dòng này với dòng Angle là một nhá. Quá chất luôn. Quá rẻ. Đấy. Check Selection. Bát của Ý đây, hàng xịn nhá. Giá 10.800.000. Nói chung là đẹp, xuất sắc. Mức giá phải nói quá là rẻ. Đẩy Angle đây. Con này mấy con này chơi với nhau là đồng bộ như cậu với mợ luôn. Rồi em xin chào các bác nhá. Để anh em thích chơi gia đình chơi vang số chơi loại này nhá. Đấy. Đẹp như mới luôn. Party Hall DK5000 bản nội địa, hàng xịn nhá. Anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho mình Vũ nhá. Rồi chào các bác nhá.